Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm biên tập chương trình, được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động bí mật cuộc đời giúp tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đang khổ ngập đầu bỗng gặp thời đổi vận, càng già càng giàu có. Chấn động cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, từ 51 tuổi được trời thương phật độ, lộc lá đầy nhà, tiền bạc ùn ùn kéo tới, về già giàu sang an nhàn, sung sướng hết phần thiên hạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, Giáp Dần là một con giáp khổ trước sướng sau chính hiệu, buồn nỗi là cái sự sướng sau đó khá là hư vô và mờ mịt, còn cái khổ trước thì đã y hẳn trong thời thanh xuân của Giáp Dần rồi, từ năm 2022 đổ về trước, bao nhiêu khó khăn khổ sở, vất vả của cuộc đời này đều đổ lên đôi vai của tuổi Giáp Dần, cơm chẳng đủ ăn, tiền chẳng đủ sống, chưa dám nói gì đến an nhàn sung túc. Nhưng nếu bản mệnh đang hữu duyên nghe được video này thì đừng vội nản chí nhé, bởi từ tuổi 51 trở đi sẽ có một thiên mệnh cho người tuổi Giáp Dần. Sinh năm 1974, nhờ ăn ở hiền lành và sống có đức độ mà được trời thương cho đổi vận đời đời, từ nay mọi sự hanh thông bất ngờ, giúp bản mệnh trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hạ, lại may mắn trăm bề, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, khiến ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Vậy để biết được vận trình cuộc đời của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ ra sao, từ 51 tuổi sẽ đón nhận những thiên cơ gì và may mắn cỡ nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay dưới đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Giới tử vi hé lộ bí mật chấn động về cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, từ 51 tuổi được trời thương phật độ, lộc lá đầy nhà, tiền bạc ùn ùn kéo tới, về già giàu sang an nhàn, sung sướng hết phần thiên hạ. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống mỗi người mỗi số mệnh, đời người thăng trầm khó đoán, lúc giàu có hôm nay, ngày mai lại khốn khó đủ đường, mỗi tháng, mỗi năm qua đi ai cũng lo lắng về tương lai, lo về công việc liệu có suôn sẻ, lo những kế hoạch sắp thực hiện có thành công thuận lợi hay không. Hiểu được nỗi trăn trở đó, mới đây các nhà tử vi học hàng đầu đã miệt mài ngày đêm nghiên cứu và đúc kết về tử vi chọn đời của con giáp tuổi Giáp Dần 1974. Xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn, vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua quá nhiều gian nan, thử thách. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Điều gì tác động đến vận mệnh của con giáp tuổi Giáp Dần trong cuộc đời? Trước tiên mời quý vị cùng tìm hiểu đặc trưng tính cách của Giáp Dần sinh năm 1974. Theo lời sấm truyền tiên tri được các nhà tử vi học luận giải, có rất nhiều thứ chi phối cuộc đời của tuổi Giáp Dần, những thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời của họ lại tiềm tàng trong từ cá tính. Cái cá tính này bao hàm nhiều sự nóng nảy, nhiều sự bồng bột, muốn nhanh và mau, rất tích cực, nhưng đầy táo bạo và mạo hiểm của sự hiếu thắng, đôi khi hơi cùn, cố chấp và bảo thủ. Đôi khi nhất là Giáp Dần rất sồn sồn chẳng thể kiềm chế, lại được cái cá tính mạnh mẽ thiếu suy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt này của Giáp Dần, sẽ khiến đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo, thành thử, thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn lại ít ỏi. Nhưng được một chữ thỏa, thỏa mãn cho vạn sự mà Giáp Dần đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình. Được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng được uống một ly nước mía giải khát. Cái đã của Giáp Dần chính là vì dù trong thời điểm nào, họ cũng đã lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi. Nó có thể sai trong tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể chẳng rút ra được bài học gì trong quá khứ đã trải. Nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại,
vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi, hoàn mỹ cho những gì Giáp Dần đang cháy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên gọi một Giáp Dần thất bại, đó là cách bạn nghĩ, thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm thay. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân họ, hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, vạn chuyện trong đời. Lo toan tính toán nhiều mà làm gì, căn bản tiên quyết phải thỏa cho cái sự tự do, phải sảng khoái cho cái sự ngang tàng của con hổ tự lập, mang tên lập định chi hổ. Tuổi Giáp Dần thường tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn, đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận, không biết mệt mỏi là gì, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Theo tử vi thì người tuổi Giáp Dần tính tình dũng cảm, mạnh mẽ khó lường, cực kỳ ghét phải tuân thủ mệnh lệnh và không hài lòng với quyền lực của người khác. Họ chọn làm lãnh đạo hay là kẻ nổi loạn, con giáp này cũng rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyến rũ nhưng hung hăng bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc, họ thích đón nhận những thách thức mới dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Theo luận giải tử vi chọn đời tuổi Giáp Dần, người tuổi hổ rất được lòng người, phụ nữ thường thông minh, nhân hậu, cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin, khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Cuộc đời Giáp Dần buộc phải trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, lại kém trong khả năng hợp tác làm việc với người khác, nên dễ bị đối thủ cô lập, nên khắc phục nhược điểm này để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Ưu điểm của người tuổi Giáp Dần là sự tự tin, dám nghĩ, dám làm, tuy tính cách có phần cố chấp, thậm chí độc đoán chuyên quyền, song họ không e ngại trước bất cứ thách thức nào, dám mạo hiểm, dám theo đuổi ước mơ, luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Xét về tính cách vận mệnh tuổi Giáp Dần theo ngũ hành. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, mệnh thủy, còn được coi là đại khê thủy, tức là dòng nước lớn, mệnh đại khê thủy, mệnh thủy khí rất mạnh. Có sự thay đổi khôn lường, nên những người mang mệnh này tính tình phóng khoáng, thích tự do bay nhảy, ghét phải sống theo khuôn khổ và ràng buộc. Do đó, họ luôn dành một khoảng thời gian nhất định để làm những việc mà họ cảm thấy hứng thú, những công việc mang lại cho họ cảm hứng sáng tạo và tự nhiên. Thông minh, nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người với một tư duy rất nhạy bén là những yếu tố mang lại cho họ những thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Người tuổi Giáp Dần, đại khê thủy làm việc theo niềm đam mê của riêng họ và khi được làm điều mình thích, người đại khê thủy có thể làm hiệu quả gấp 5, gấp 10 lần so với người bình thường. Đặc biệt, thủy là nguồn tự nhiên, tồn tại khắp mọi nơi trên trái đất. Mệnh này lại được sinh ra giữa thiên nhiên rộng lớn bao la. Thế nên tính cách của những người mệnh nạp âm này thường phóng khoáng, tự do. Họ không thích câu nệ, ghét sự ràng buộc, khuôn mẫu. Cũng chính vì vậy, dù làm việc ở đâu họ cũng luôn dành thời gian cho những việc tùy thích. Đồng thời cách làm việc của những người này cũng mang tính cảm hứng và sáng tạo cao. Hành thủy chủ về trí tuệ. Vậy nên không lấy làm lạ khi đa số những người Giáp Dần mang bản mệnh đại khê thủy đều có tài năng thiên phú, tư duy nhanh nhẹn, sắc bén, linh hoạt. Họ cũng thường học hỏi và hiểu biết nhanh chóng, nên kiến thức uyên bác, sâu rộng. Giáp Dần có can giáp chi dần, đều thuộc hành mộc, lại thêm ngũ hành thủy chất trong nạp âm, nên đây là những người hiền hậu, bao dung, hay giúp đỡ người khác. Họ luôn có chí tiến thủ, tích cực phấn đấu vì cộng đồng, nên được nhiều người tôn trọng, tuy tài hoa. Nhưng người tuổi Giáp Dần mệnh đại khê thủy lại có nhược điểm nho nhỏ là lụy tình, nhiệt tình, dễ gây hiểu lầm, dễ dính vào chuyện thị phi. Sức khỏe của những người này cũng bình ổn, họ hay mắc các bệnh về mắt, đau đầu do làm việc hay hoạt động trí não liên tục. Xét tính cách vận mệnh tuổi Giáp Dần theo can chi. Giáp Dần với nạp âm hành thủy do can giáp mộc ghép với chi dần, mộc, can và chi cùng hành mộc. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Trong năm xung tháng hạn dù có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ dàng gặp quý nhân giúp sức để vượt qua. Giáp Dần chứa nhiều mộc tính trong tuổi, nên các bộ phận gan, mật, thị giác dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Tuổi Giáp đứng đầu hàng can với tam hợp, Dần Ngọ Tuất, được hưởng vòng lộc tồn chính vị, mẫu người trực tính, lòng đầy tự hào, mang nhiều tham vọng, nặng lòng với quê hương đất nước. Dòng họ luôn luôn tự cho mình có trách nhiệm, không những riêng bản thân mình mà còn với tập thể, nghĩa vụ với đồng bào. Mẫu người tuổi Giáp Dần thông minh hơn người, thời niên thiếu thường vượt trội hơn những người đồng trang lứa, vì cầm tinh con hổ,
nên tính tình thích phiêu lưu mạo hiểm, nhiều tham vọng, ở địa vị nào cũng không vừa ý, ít mãn nguyện. Tuy nhiên, nhiều dũng khí, nên khi quyết tâm điều gì thì làm đến cùng, do đó vì quá tin vào năng lực của mình, nên cũng có lúc rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt, tạo nên nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời, tính tình thường khác người, về mặt tình cảm rất phong phú. Dưới đây là diễn biến tử vi chọn đời của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Từ 20 đến 25 tuổi, bắt đầu từ tuổi 20, Giáp Dần sẽ bắt tay vào xây dựng sự nghiệp cá nhân, mặc dù khởi đầu có thể gặp khó khăn nhỏ, nhưng theo thời gian công việc sẽ phát triển thuận lợi và thăng tiến. Về mảng tình duyên, họ sẽ gặp may mắn, tìm thấy người đồng cảm và đồng điệu. Năm 21 tuổi, tài lộc có thể giảm sút, vì vậy họ cần tập trung vào công việc hơn. Trong khoảng thời gian từ đầu 22 đến cuối 23 tuổi, nhận được nhiều may mắn. Tuy nhiên cần cẩn trọng đề phòng những kẻ xấu có thể gây trở ngại vào cuối năm. Đến 24 và 25 tuổi, họ sẽ duy trì sự ổn định trong công việc từ 26 đến 30 tuổi. Ở độ tuổi 26, công việc sẽ diễn ra suôn sẻ, họ sẽ được mọi người yêu quý và tin tưởng. Từ 27 đến 30 tuổi, họ cần tỉ mỉ và thận trọng trong từng bước đi trong sự nghiệp. Mặc dù tài lộc trong khoảng thời gian này ở mức trung bình, nhưng họ nên tránh việc tham lam, vội vàng trong kinh doanh để tránh mất thất bại không đáng có. Từ 31 đến 35 tuổi, ở độ tuổi 31, họ sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi, đặc biệt nếu họ đầu tư vào kinh doanh, thành công lớn sẽ đến. Tuổi 32 và 33, cần thận trọng trong việc di chuyển xa để tránh mất mát về tài sản. Đến 34 và 35 tuổi, công việc tiếp tục thuận lợi và tình duyên cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui trong cuộc sống. Từ 36 đến 40 tuổi, trong khoảng thời gian này, nam giới tuổi Giáp Dần sẽ trải qua những biến đổi lớn. Ở năm 36 và 37, họ sẽ đạt được thành công và danh vọng. Mọi sự đều suôn sẻ và như ý. Tuy nhiên, khi bước vào năm 38, 39 và 40, họ cần đề phòng về sức khỏe, dù không có bệnh nguy hiểm, nhưng không nên coi thường. Từ 41 đến 45 tuổi, trong khoảng thời gian từ 41 đến 43 tuổi, tài vận có phần kém may mắn và công việc duy trì ở mức ổn định. Năm 44 và 45, họ cần cẩn trọng hơn trong mọi việc, phải suy nghĩ kỹ càng và tính toán thấu đáo, không nên hành động nhanh quá vì có thể ảnh hưởng đến công việc. Từ 46 đến 50 tuổi, trong khoảng thời gian từ 46 đến 49 tuổi, tài lộc trải qua giai đoạn bình thường, công việc duy trì ở mức ổn định, nhưng không phát triển mạnh như trước. Trong giai đoạn này, họ nên tránh đầu tư vào các lĩnh vực không rõ ràng. Đến năm 50 tuổi, sự nghiệp sẽ dần phục hồi và lấy lại phong độ. Từ 51 trở đi, trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của họ sẽ ổn định và vững chắc, những khó khăn và thử thách đã qua, và họ sẽ bắt đầu hưởng thụ kết quả của những nỗ lực lao động từ trước đến nay. Từ tử vi chọn đời họ sẽ thấy tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận và cuộc sống yên bình ấm áp. Tiếp theo chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Giáp Dần 1974, từ sau 51 tuổi. Người xưa có câu, bôn ba không qua thời vận, trên con đường công danh, sự nghiệp Giáp Dần cũng có những bước thăng trầm, biến đổi thịnh suy. Khi nắm rõ được cát hung, thịnh suy trong từng giai đoạn có thể tránh được những tổn thất và chủ động nắm lấy cơ hội phát đạt, thịnh vượng. Có những Giáp Dần đang trong vận không tốt, nhưng vẫn mù quáng đầu tư, kết quả thiệt hại thua lỗ. Nhiều người khi nắm được vận thịnh vượng, nên họ dốc sức vào sự nghiệp, kết quả thu được rực rỡ vẻ vang. Đỉnh cao của tử vi đó là khán hạn, biết trước được những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống. Người ta thường có câu, mệnh trời khó cải, tử vi ấn định sẵn đến 80%. Nhưng 20% nằm trong tay Giáp Dần có thể thay đổi số mệnh, lựa chọn đi ngược lại số mệnh, hoặc hòa vào dòng chảy vận mệnh ứng số mà đi. Các cách cục giàu có cũng có thể thấy được ngay trên lá số. Đặc điểm chung của những Giáp Dần giàu có là cung tài bạch hoặc điền trạch rất vượng, bản mệnh đắc cách cục đẹp. Nếu vận hoặc mệnh tốt đẹp thì nhất định sẽ có chức tước hay nghề nghiệp cao sang, ở cấp chỉ huy và được giàu sang dễ dàng. Ngược lại, nếu xấu thì vất vả, cả đời cứ phải lo cơm áo, không mấy nghỉ ngơi. Có nhiều người thông minh về tài chính nhưng vẫn không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Xem vận mệnh để tín chủ thấy được những điểm mạnh và yếu trên lá số, xem dòng tiền của mình từ đâu tới, đầu tư gì thì sinh lời, tổng khối lượng tài sản tối đa trong đời, thời điểm nào vượng nhất về tài lộc, cách quản lý tài chính trên lá số đời mình. Về mặt sự nghiệp, vốn là một con giáp giao thiệp rộng rãi, sở hữu tài ngoại giao bẩm sinh, Giáp Dần chính là cái tên được nhắc đến trong danh sách những con giáp đổi vận từ 51 tuổi trở đi. Phần lớn những chú hổ luôn có sẵn kế hoạch,
dự định cho sự phát triển của bản thân mình từ trước đó. Nếu như họ cố gắng phấn đấu hết sức mình, không ngừng nghỉ, cộng với sự hỗ trợ từ quý nhân nữa, thì họ có thể đạt được những thành tựu hết sức đáng mong đợi và ngoài sức tưởng tượng của người khác. Với những người đang làm công việc văn phòng, làm công ăn lương, thì nhờ vào có sự trợ giúp của các thần, phúc tinh mà mọi việc được diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Mặc dù từ 51 tuổi trở đi, Giáp Dần sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng nếu như tín chủ kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực và không bỏ cuộc hay chùn bước, thì từ nay Giáp Dần sẽ nhận được những thành công nhất định. Những người tuổi Giáp Dần lúc này đã luôn dành thời gian để có thể tìm kiếm cho bản thân nguồn cảm hứng sáng tạo, ý tưởng phong phú, đồng thời dám thử sức bản thân vào những lĩnh vực ngành nghề mới, có thể triển khai những ý tưởng táo bạo hơn. Quý nhân ở bên cạnh sẽ giúp bản mệnh mở ra được những hướng đi mới mà chưa ai từng bước đi. Sự đánh giá cao từ phía cấp trên làm gia tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai cho Giáp Dần. Với những Giáp Dần làm chủ kinh doanh, buôn bán, làm tư nhân thì luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà thoái chí nản lòng, bởi vì đến cuối cùng thì quý nhân sẽ xuất hiện và chỉ ra cho Giáp Dần cách để tín chủ có thể biến thách thức thành cơ hội. Tử vi 12 con giáp cho thấy từ trung vận, cụ thể là từ 51 tuổi, sẽ là một giai đoạn có nhiều sự thay đổi cho Giáp Dần. Để gia tăng phúc khí, sự may mắn, tử vi khuyên gia chủ nên có những sự thay đổi lớn, ví dụ như có thể kết hôn, mua nhà, hoặc có thể trang trí nhà cửa, mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh để gia tăng tác dụng cho vận khí may mắn. Giai đoạn này, Giáp Dần sẽ được quý nhân giúp đỡ, nên dù gặp phải chuyện gì thì đến cuối cùng sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp, khả năng thăng tiến rất lớn, nếu như có ý định kinh doanh thì nên tiến hành và phát triển mở rộng đều rất tốt. Thực lòng thì ở giai đoạn 50 tuổi này, Giáp Dần vẫn sẽ vất vả và nhiều biến động, mặc dù Giáp Dần rất mạnh mẽ, có bản lĩnh nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi việc rơi vào hoàn cảnh lao tâm khổ tứ. Tuy nhiên, điều mà tín chủ cần làm trong thời gian này là phải kiên định với những định hướng, quyết định của bản thân, đừng vì một chút sóng gió mà lung lay ý chí, nghị lực của mình. May mắn là cùng với đó tín chủ sẽ được các tinh phúc thần nâng đỡ, công việc cũng dần hanh thông thuận lợi và đi đúng với vận trình guồng quay, Giáp Dần cũng trở nên bớt vất vả hơn. Xem tử vi tuổi Giáp Dần thường xuyên, ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Giáp Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng này. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa. Sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén giúp tuổi Giáp Dần học rất nhanh, bản tính chóng chán cộng với khát khao thử thách khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Dần tuy không thường xuyên đổi nghề nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Về mặt tài lộc, mệnh số Giáp Dần trời sinh vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định trước mọi sóng gió. Tín chủ luôn tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực, phấn đấu hết mình thì sẽ gặt hái được thành công như mình mong muốn. Năm 2023 sắp qua đi, Giáp Dần đã phải trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, nhưng nhờ vào bản lĩnh tuyệt vời của mình, thì tín chủ đã từng bước giải quyết vấn đề. Từ 51 tuổi Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, cũng như vận khí may mắn sẽ chờ đón Giáp Dần, đặc biệt là được sự chiếu cố của quý nhân, giúp cho cuộc sống của mệnh chủ thăng hoa phát triển hơn. Giai đoạn tương lai này, vận trình công danh, sự nghiệp của Giáp Dần có nhiều khởi sắc, giúp cho tài lộc cũng tăng nhanh. Một phần cũng là nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của quý nhân, giúp bạn sửa chữa khắc phục được những vấn đề nan giải. Từ 51 tuổi Giáp Dần sẽ có những chuyển biến, những sự thay đổi về nơi ăn trốn ở, thu nhập lương bổng hay công ăn việc làm. Chính vì vậy hãy nhân cơ hội này hãy tìm ra điểm mạnh, thế mạnh của bản thân mình, hoặc là những điều mà bản thân Giáp Dần thật sự mong muốn. Mọi việc khi mới bắt đầu sẽ gặp phải nhiều trắc trở, chướng ngại. Điều gia chủ cần làm bây giờ chính là kiên trì nhẫn nại để theo đuổi ước mơ, mục tiêu và đam mê đến cùng. Sau đó quý nhân nhất định sẽ giúp đỡ cho Giáp Dần, góp phần giúp Giáp Dần đạt được thành công tốt đẹp. Với những tín chủ làm đầu tư, làm ăn kinh doanh thì có thể thử sức bản thân với những hạng mục, dự án mới. Đừng vì khó khăn vất vả mà e sợ hay chùn bước, bởi vì đây chính là yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của tín chủ. Ở khoảng thời gian này thì Giáp Dần nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, đồng nghiệp, đó có thể là những người giúp đỡ gia chủ rất nhiều trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn đấy. Tuy nhiên tài lộc không nằm ở việc quý vị có tiền hay sự nghiệp lớn mạnh, tài lộc còn nằm ở việc quý vị được ban sức khỏe tốt, có được sự kính trọng từ những người thân xung quanh.
cuộc sống ấm êm hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Đây cũng vốn là vận số người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói từ 51 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Giáp Dần có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều. Tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời, thế nên việc lựa chọn tuổi để làm ăn là chuyện vô cùng quan trọng. Theo luận đoán tử vi, tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Dậu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ, bởi đó là những tuổi đại kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Về sức khỏe, gia đạo chọn đời tuổi Giáp Dần từ sau 51 tuổi. Khi bước vào tuổi trung niên, Giáp Dần phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi Giáp Dần ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong 3 điều: con cái ốm đau, cha mẹ già đổ bệnh, sức khỏe bản thân không tốt. Khi còn trẻ, tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời cũng chỉ là một câu nói, nghe vào tai nọ rồi ra tai kia. Nhưng khi trở nên già dặn và từng trải hơn, Giáp Dần mới dần phát hiện ra giá trị của nó. Đến một lúc nào đó, tín chủ có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ đó cùng một lúc. Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ. Tín chủ vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện, tín chủ lại thấy bản thân chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm. Cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng những người con như Giáp Dần. Tín chủ khi đến tuổi trung niên, cha mẹ của Giáp Dần đều đã bạc trắng mái đầu. Khi cha mẹ cao tuổi khỏe mạnh, mọi thành viên trong gia đình Giáp Dần dù làm gì, dù đi đâu cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi cha mẹ cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật trong người, người làm con như Giáp Dần mới thấy thời gian trôi đi thật quá nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi Giáp Dần đã có được tiền bạc, địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một Giáp Dần tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều mà tín chủ đau đáu nhất trong lòng. Đồng thời, sức khỏe của bản thân cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ngày trẻ, Giáp Dần cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần, tín chủ mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh, khi đó, mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa. Lúc còn trẻ, Giáp Dần cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ, được đi du lịch khắp nơi, được tận hưởng nhu cầu giải trí. Đến khi sau tuổi 50, nhìn lại, Giáp Dần mới dần ngộ ra hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an. Tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ, thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách trân trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ, con cái, người thân quanh nhiều hơn. Nếu tìm kiếm trên Google, số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên không chỉ phản ánh lo lắng về sức khỏe, mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế, thất vọng với những điều lỡ dở từ thanh xuân, trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề. Điều đó càng trở nên sâu sắc hơn trên vai của Giáp Dần, từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình. Theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam, do Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, người cao tuổi Việt Nam có khá nhiều bận tâm, trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, tiền hưu trí, thiếu thốn, lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên không chỉ là vấn đề tinh thần, mà có thể gây ra những cơn đau nhức khi về già. Những cơn đau này cần phải chữa trị, rồi hóa đơn y tế phát sinh, lại tạo thêm áp lực tài chính cho Giáp Dần ở độ tuổi trung niên, khiến gia chủ càng lo lắng hơn nữa. Theo các chuyên gia tử vi, để giải quyết được căng thẳng này, Giáp Dần từ 50 tuổi trở đi, tuổi trung niên cần tìm cách cân bằng thân tâm trí, thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được, tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Giáp Dần 1974 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng 1, tháng Dần, tiết đầu xuân mọi thứ đổi mới, tuổi Giáp Dần có thể vùng vẫy tứ phương, danh vang bốn bể, gia vận hưng thịnh, cốt cách hiếm quý, ý chí kiên cường, được cả danh và lợi, không lụy ai, phú quý cát tường, con hiền cháu giỏi. Sinh tháng 2, tháng Mão, tiết kinh chập chính là lúc xuất binh, tuổi Giáp Dần có đất dụng võ, có chí vén trời lật đất, dựng đại nghiệp, góp kỳ công có thể thống lĩnh mọi người, mưu lực trí tuệ. Sinh tháng 3, tháng Thìn, tiết thanh minh, có ngày nở mày nở mặt,
người này sẵn có uy quyền, mọi người kính trọng ngưỡng vọng, có thể xung thiên lập đại công, địa vị cao, nhà cửa thì có khí tượng, mới xong vẫn giữ được quy mô xưa kia của gia thế. Sinh tháng 4, tháng Tỵ, tiết lập hạ, trong trẻo ấm áp, vân du tứ hải, nhà cửa đông vui, cả cuộc đời chỉ mong gia đạo tốt tươi, là người có tướng làm quan, gia đình hòa mộc, anh em thân thiết, con cái đỗ đạt hiền lương, ông bà vợ chồng sum vầy, nuôi kẻ dại thành người khôn, cả đời không phiền não, mọi việc thuận lợi. Sinh tháng 5, tháng Ngọ, tiết mang trùng, có cơ hội để làm mình ăn, người này vốn có thái độ tôn nghiêm tiến thoái tự do, văn võ kiêm toàn, đảm lược hơn người lập đại nghiệp tính tình đôn hậu, bản chất kiên cường, bất hòa với người, cứ phấn đấu tiến lên khắc có cơ hội thành công, khí thế quyền lực, bị người ta làm khó, tay trắng lập nghiệp phú quý thành công. Sinh tháng 6, tháng Mùi, tiết tiểu thử, con giáp này trời sinh đặc tính uống nước không có nguồn, khát cháy cổ, chỗ nào cũng khó khăn khí lực có thừa, tài lực không đủ, là nạn trời tạo, có hoài bão song khó toại nguyện, vất vả mất mát nhiều, tuy có tài năng song không đắc chí, hiệp nghĩa can trường ít ai bằng, cả đời thiếu cơ hội tốt. Sinh tháng 7, tháng Thân, tiết lập thu, hổ mùa thu đặc biệt lợi hại, tính khí kiên cường, ý chí sắc bén, vất vả trèo non lội suối, dễ như trở bàn tay, nạn vào nơi nước sôi lửa bỏng, chẳng ngại ngần gì có thể khắc phục mọi khó khăn, mọi việc đều có khả năng thành công, cuộc sống lúc trẻ có phần vất vả cô đơn, may mắn lớn được ổn định, có thể sống cuộc sống yên bình. Sinh tháng 8, tháng Dậu, tiết Bạch Lộ, đây là người có tài nhìn xa trông rộng trước sau như một, hiểu đạt bốn bể, một tay giữ vững thiên hạ, được người nể phục, uy chấn mọi người, vạn sự như ý, là phúc trời ban, thông minh nhanh nhạy hoạt bát, văn chương cái thế, danh vang tứ phương. Sinh tháng 9, tháng Tuất, tiết Hàn Lộ, thiếu tính tự lập, dựa dẫm vào người khác, mọi chuyện trắc trở, mong mà không toại, biết trách ai có lực không xuất, sẽ ăn sạch cả núi, công việc buông lơi, không gánh được trọng trách, bụng đầy kinh luân, sinh không gặp thời, chỉ mong bình an, ít mưu nghiệp lớn, chỉ trông đợi ở con cháu. Sinh tháng 10, tháng Hợi, tiết Lập Đông, số xa nhà vất vả gian truân, mưu cầu khá suôn sẻ, có chí song một thân một mình khó giữ, là người thông minh, nhanh nhạy, hiền lành, nghĩa khí ôn hòa, thuận thời nghe mệnh, ai thành công khác có ngày mãn nguyện. Sinh tháng 11, tháng Tý, tiết Đại Tuyết, con giáp này hay bị tiểu nhân hãm hại, nơi nơi đều là địch, xuất hành gian nan, ưu sầu không thôi, có số sát thương bệnh tật, hình phạt đoản mệnh, gia vận phức tạp trắc trở gập ghềnh, tai họa bất ngờ, hiểm nguy chờ sẵn phải luôn cẩn thận. Sinh tháng 12, tháng Sửu, tiết Tiểu Hàn, cuộc đời con giáp này thường gặp rất nhiều may rủi, lo âu dồn dập, lành ít dữ nhiều, gặp kẻ ám hại, có tránh cũng không được, cái ăn cái mặc không đều, đề phòng họa sát thân, rơi vào hoàn cảnh khổ sở, mọi việc khó thành, hành động không suôn sẻ, đành an phận thủ thường, tránh ra ngoài thận trọng cũng là điều may vậy. Sau 51 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của giáp dần sẽ thay đổi. Trong cuộc sống giáp dần thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, những trạng thái khác biệt sẽ giúp giáp dần hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, giáp dần càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt sau 51 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, tín chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi, người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những giáp dần thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh, nhìn lại bản thân mình. Ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước,
Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên. Cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn, tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Giáp Dần hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Giáp Dần đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Giáp Dần hiểu nhân sinh thì nhân sinh hiểu tín chủ, Giáp Dần lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với Giáp Dần. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.